ai sẽ là người kế nhiệm CEO Tim Cook tại Apple. Mặc dù không thể trở thành huyền thoại như những gì mà Steve Jobs đã tạo dựng, nhưng Tim Cook vẫn được xem là người kế thừa xứng đáng cho Steve Jobs trong vai trò CEO Apple. Kể từ khi lãnh đạo Apple vào năm 2011, Tim Cook đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, từ việc tạo ra một công ty có hình ảnh gọn gàng, sạch sẽ và hoàn hảo cho đến kết quả tài chính với số liệu bán hàng tốt. Tuy nhiên, Tim Cook ngày càng già đi và sẽ bước sang tuổi 64 trong năm nay, vì vậy nhiều dấu hỏi đã bắt đầu đặt ra về việc xác định ai sẽ có đủ khả năng kế nhiệm vai trò lãnh đạo của vị CEO này. Ông Tim Cook có thể chỉ lãnh đạo Apple thêm 3 năm nữa. Mới đây, Bloomberg đã thực hiện cuộc phỏng vấn với một số người hoạt động trong lĩnh vực chính sách của Apple để xem ai có thể là người kế nhiệm Tim Cook. Theo đó, nếu sự thay đổi sớm diễn ra thì CEO mới của Apple có thể là Jeff Williams, người hiện giữ chức vụ giám đốc vận hành tại công ty và chịu trách nhiệm báo cáo cho Tim Cook. Công việc của Jeff Williams hiện tại được đánh giá cao và ông cũng có danh tiếng tốt trong sự nghiệp tại Apple. Những người này nói nếu Tim Cook sớm rời đi, ông gần như chắc chắn sẽ được thay thế bởi Jeff Williams bởi đây là ứng cử viên sáng giá nhất để trở thành người kế nhiệm Tim Cook vài năm trước. Vấn đề là Jeff Williams hiện đã 61 tuổi và chỉ mới trở thành ứng viên tiềm năng được 2 năm, vì vậy một số người trong công ty cho rằng không có nhiều cơ hội để Jeff Williams trở thành CEO tiếp theo trong nhiều năm nữa. Kết quả là, Apple chắc chắn cần một CEO mới, người sẽ nắm quyền lãnh đạo công ty trong ít nhất một thập kỷ. Một lãnh đạo được phỏng vấn cho biết, nếu bạn hỏi tôi cách đây 5 năm, thì Jeff rõ ràng là người đang hướng tới vị trí CEO. Nhưng sự chậm trễ trong quá trình này khiến chúng tôi gặp khó khăn khi phải cử người phụ trách khác. John Tenut nổi lên như là một ứng viên tiềm năng cho vị trí CEO Apple về nguyên tắc. Nhiều người trong Apple tin rằng Tim Cook, người kiếm được khoảng 60 triệu đô la Mỹ một năm, sẽ vẫn là CEO của Apple trong ít nhất 3 năm nữa. Chính vì vậy, một ứng viên khả dĩ khác cho vị trí CEO của Apple là John Tenut, người hiện là phó chủ tịch kỹ thuật phần cứng tại công ty. Ở độ tuổi 49 và rất được lòng ban lãnh đạo, John Tenut có nhiều khả năng sẽ là CEO tiếp theo của Apple. Anh ấy, John Tenut, đã nhận được sự tôn trọng của Tim Cook, Jeff Williams và các nhà lãnh đạo khác. Tôi thực sự thích Tim vì anh ấy có thể thuyết trình tốt, có cách cư xử rất tốt, không bao giờ đưa ra bất cứ điều gì gây tranh cãi trong email và anh thường có những quyết định tuyệt vời. Rõ ràng, John Tenut có một số đặc điểm tương tự với Tim Cook. Ai biết được, có thể trong một vài năm nữa anh ấy sẽ nắm quyền điều hành công ty. Mặc dù tất nhiên sẽ không có CEO nào có khả năng sánh ngang với huyền thoại Steve Jobs, một lãnh đạo chia sẻ với Bloomberg. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.